Việt Nam phản đối Australia về việc tòa án tối cao bang Victoria nêu tên các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hà Nội nhận hối lộ từ một công ty Australia in tiền polymer cho Việt Nam. Truyền thông nhà nước ngày 8 tháng 8 cho hay, Bộ Ngoại giao trao công hàm cho đại sứ Australia và yêu cầu giải thích về lệnh kiểm duyệt liên quan tới vụ án in tiền polymer do tòa án tối cao Victoria ban hành ngày 19 tháng 6 bị tiết lộ trên trang WikiLeaks hôm 29 tháng 7. Lệnh của tòa hiệu lực 5 năm, cấm báo chí không được nêu tên các quan chức của ba nước Việt Nam, Indonesia và Malaysia khi đưa tin về vụ án hối lộ in tiền polymer để tránh làm phương hại các mối quan hệ quốc tế của Australia. Trong danh sách có tên bốn lãnh đạo Việt Nam là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy. Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam cực lực phản đối lệnh kiểm duyệt vừa ban vì việc làm này xúc phạm danh dự cá nhân lãnh đạo Việt Nam cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam. Vẫn theo công hàm, Việt Nam yêu cầu Australia giải thích nghiêm chỉnh lệnh kiểm duyệt và công khai khách quan về vụ án để mọi người hiểu đúng sự thật. Chưa có phản hồi chính thức từ phía Đại sứ quán Australia. Báo chí của Australia những năm gần đây phanh phui tham nhũng trong các hợp đồng in tiền polymer do công ty Securency thuộc Ngân hàng Trung ương Australia trúng thầu. Australia đã kết án một số viên chức liên quan tới vụ bê bối, nhưng chưa có vụ xử lý nào từ phía Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam kết luận chưa phát hiện tham nhũng, dù Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nói đã tích cực chỉ đạo điều tra.